cả đêm khuya. À, nhưng mà nửa tiếng vẫn chưa hết, nửa tiếng giới thiệu tiếp đi ạ. Này em một vợ hai con. Dạ, một vợ hai con rồi, hiểu không ạ? Dạ, anh Trí là ở đâu của Hà Nội ta? Em ở... khiến đồng bào nơi đây rất hào hứng và phấn khởi. Ông Sùng A Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Mông, huyện Than Uyên cho biết, lễ hội Hồi Tào có ý nghĩa rất là quan trọng để duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, phục dựng lại toàn bộ các cái nét văn hóa là do là cái gì? Có khen đến tiếng sáo, dân gian cũng là nghe tiếng khen lá. Mình lấy dây điện đồng á, mình phen lại nó to to chút, nhét vừa vô rồi. Đúng cái bản sắc văn hóa truyền thống. Tại nó lắm nó dùng thì nó không hay, mình mới rồi lại nó rõ. Nghị quyết 04 của Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn các văn hóa truyền thống tốt đẹp của các em mở lên quay lại cho nó của từng dân tộc địa phương